Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 27 tháng 9 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Vụ cháy nổ tại công ty miễn giảng đã làm cho 4 người lính cứu hỏa thiệt mạng. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nội chính ông Lâm Hữu Xương phát biểu tại Viện Lập pháp cho biết, chính phủ sẽ cấp tiền tử tuất cho mỗi lính cứu hỏa hy sinh là 28 triệu đài tệ và sẽ đưa vào an nghỉ tại đền liệt sĩ. Ngoài ra, công ty miễn giảng cũng tuyên bố sẽ trích số tiền 500 triệu đài tệ trong tài khoản để làm chi phí bồi thường cho nhân viên bị thương vong. Kiểm sát viên quay trở lại hiện trường vụ cháy, cảnh sát đã tiến hành thu giữ một đầu CPU được cho là máy chủ tại hiện trường. Phía viện kiểm sát phối hợp cùng Sở Phòng cháy chữa cháy và đội điều tra cháy nổ tiếp tục thu thập chứng cứ. Phần thi thể của nhân viên mất tích đã được tìm thấy nhưng do đã bị cháy thành than nên không thể xác định được DNA. Ngoài ra, Hiệp hội Bảo vệ người bị hại cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân nộp đơn yêu cầu phong tỏa tài sản của công ty miễn giảng nhưng đã bị phía tòa án bác bỏ. Hiện tại, Bộ Kinh tế đã ra lệnh tạm dừng các hoạt động sản xuất của công ty miễn giảng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty này cũng mở họp báo cho biết sẽ sử dụng số tiền 500 triệu đài tệ trong tài khoản ủy thác của Ngân hàng Thượng Hải để bồi thường cho nhân viên và giao cho phía luật sư làm giám sát để đảm bảo số tiền trên được sử dụng đúng mục đích, thể hiện thiện chí bồi thường của công ty. Phía công ty miễn giảng cho biết đối với nhân viên cứu hỏa đã hy sinh sẽ thiết lập khoản tiền tử tuất riêng, nhấn mạnh sẽ chi trả tiền lương cho nhân viên cho đến cuối năm và cũng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho họ. Vào ngày 27, Bộ trưởng Bộ Nội chính đã tiến hành báo cáo tại Viện Lập pháp, theo đó số tiền tử tuất dành cho mỗi lính cứu hỏa hy sinh là 28 triệu đài tệ, đồng thời cũng sẽ được đưa vào an nghỉ tại đền liệt sĩ. Trong báo cáo cũng chỉ ra rằng do miễn giảng là nhà kho công nghiệp nên Cục Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Đông đã không đưa vào danh sách các khu vực công cộng nguy hiểm và lần kiểm tra sửa chữa thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy gần đây nhất của công ty này là vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó không phù hợp với quy định, đã bị yêu cầu cải thiện nhưng do thiếu nhân lực nên đã không tiến hành kiểm tra lại. Đại lễ Quốc khánh năm 2023 của Đài Loan sắp được diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây và công tác chuẩn bị đang được triển khai một cách khẩn trương. Sáng hôm qua, một số đội bay quân sự đã bay ngang phủ tổng thống để thực hiện các màn diễn tập trên không. Đại lễ Quốc khánh ngày 10 tháng 10 đang bước vào giai đoạn đếm ngược. Sáng ngày 26 tháng 9, quân đội Đài Loan đã tiến hành triển khai màn diễn tập binh lực của không quân. Mở màn là máy bay tiêm kích 2000 đảm nhiệm vai trò quan sát thời tiết. Sau đó là hai chiếc máy bay mang theo quốc kỳ bay qua bầu trời phủ tổng thống. Các loại máy bay cùng phô diễn những màn trình diễn bài đẹp mắt nhằm chuẩn bị cho đại lễ quốc khánh sắp tới. Máy bay tiêm kích 2000 và máy bay huấn luyện AT-3 đều cất cánh từ căn cứ không quân Tân Trúc, bay qua phủ tổng thống vào sáng sớm và phóng ra khỏi xanh trắng đỏ ba màu tượng trưng cho lá cờ Đài Loan. Ngoài màn diễn tập trên thì vào hai buổi sáng ngày 28 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 cũng sẽ tiến hành diễn tập toàn quân lực. Bộ Quốc phòng cho biết người dân không phải lo lắng nếu nghe thấy tiếng động cơ máy bay gầm rú, vì đó là màn huấn luyện diễn tập của đội bay bao gồm một chiếc trực thăng 47SD, hai chiếc trực thăng 60M, năm chiếc máy bay huấn luyện phản lực và 6 máy bay huấn luyện AT-3. Trong một diễn biến khác, trước bối cảnh Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa khiến căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên khó hạ nhiệt, vào ngày 26, phía Hàn Quốc đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn hiếm hoi sau gần 10 năm. Đội duyệt binh kéo dài 2 km với sự tham gia của 4.600 binh sĩ và sự tháp tùng của hơn 300 lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc muốn nhân cơ hội này đưa ra thông điệp cảnh cáo đối với Bình Nhưỡng không nên sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Dịch bệnh sốt xuất huyết đang trong tình trạng báo động. Tuần trước, tại Đài Loan đã tăng hơn 2.000 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm trong năm nay vượt mốc 10.000 ca. Sở Kiểm soát Bệnh tật cho biết, việc áp dụng biện pháp phun thuốc có thể nhanh chóng làm giảm số lượng mũi truyền bệnh và giảm thiểu nguy cơ lây lan. Hiện nay có hơn một nửa số huyện thị trên toàn Đài Loan xuất hiện dịch sốt xuất huyết. Tổng số người nhiễm bệnh đã vượt hơn 10.000 người, đứng thứ hai so với cùng kỳ trong 10 năm gần đây. Đài Nam là thành phố xuất hiện nhiều ca nhiễm nhất với hơn 9.000 ca. Sở Kiểm soát Bệnh tật cho biết, nếu ở địa phương xuất hiện ca nhiễm, điều đó đồng nghĩa nơi đó mang mầm bệnh chứa virus. Việc áp dụng biện pháp phun thuốc có thể nhanh chóng làm giảm số lượng mũi truyền bệnh, giảm thiểu nguy cơ lây lan. Một khi tiến hành phun thuốc sẽ ưu tiên xem xét đến mức độ an toàn, khảo sát cụ thể về mật độ mầm bệnh để chọn địa điểm phun thuốc, kêu gọi người dân cần phải phối hợp và tuân thủ. Tỷ lệ thu hồi điện thoại cũ ở Đài Loan hiện tại chỉ đạt mức 5-10%. Thực tế, những chiếc điện thoại cũ vẫn có nhiều kim loại quý hữu ích về mặt kinh tế. Để tăng cường việc tái sử dụng, Bộ Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp đến năm 2025, tỷ lệ thu hồi và sửa chữa điện thoại cũ phải đạt mức 15%.
Điện thoại thông minh không ngừng được nâng cấp, người dân dù đã mua điện thoại mới nhưng vẫn không muốn vứt bỏ điện thoại cũ. Điều này cũng khiến tỷ lệ thu mua tái chế điện thoại cũ tại Đài Loan chỉ đạt khoảng 10%. Nguyên nhân khiến người dân không mang đi thu hồi là vì sợ rò rỉ thông tin, nhưng cũng có người cho rằng do mức giá thu mua không hấp dẫn. Người dân lo lắng việc bỏ điện thoại cũ sẽ khiến thông tin cá nhân bị rò rỉ. Các nhà cung cấp dịch vụ cho biết trên thực tế trước khi thu hồi chỉ cần khôi phục về cài đặt gốc hoặc có thể sử dụng thiết bị để làm hỏng một số chức năng giúp bảo mật thông tin. Theo khảo sát của Bộ Môi trường, hơn một nửa người dân không muốn mang điện thoại cũ đi thu hồi, nguyên nhân là do lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin và thiếu chính sách ưu đãi. Do đó sẽ bắt đầu từ việc ban hành quy định pháp luật. Theo đó sẽ yêu cầu các nhà sản xuất và phân phối điện thoại phải đạt tỷ lệ tái chế ở mức 15% vào năm 2025, nếu không sẽ bị phạt từ 30.000 đến 150.000 đài tệ. Điện thoại thông minh trước khoảng 70 loại nguyên tố hóa học, việc tái chế có thể thu hồi các kim loại quý, đồng thời tránh rủi ro như rò rỉ chất độc hại. Tái chế 10.000 chiếc điện thoại có thể tiết kiệm 220.000 kW điện. Bộ Môi trường tuyên bố sẽ thúc đẩy mở rộng các trạm thu hồi và yêu cầu các nhà sản xuất phải thực thi. Một nhà khoa học người Mỹ vừa qua đã phát hiện ra loài bạch tuộc Dumbo tại vùng biển phía tây bắc của Hawaii. Chúng không những có thể biến đổi màu sắc theo sự khúc xạ của ánh sáng, mà còn có một cặp vây to tròn tựa như chú voi Dumbo trong phim hoạt hình, nên được đặt tên là bạch tuộc Dumbo. Với cặp vây lớn nhô ra trên đầu và đôi mắt to tròn như chú voi Dumbo trong bộ phim hoạt hình của Disney, loài bạch tuộc hiếm gặp này vào ngày 13 vừa qua đã được nhà khoa học Mỹ phát hiện khi nhóm nghiên cứu đang làm hoạt động quan trắc dưới đáy biển Hawaii ở độ sâu 1.682 mét. Loài bạch tuộc này di chuyển nhờ vào cử động của cặp vây trên đầu, bề mặt bên ngoài khá trơn nhẵn, thân hình trông như keo. Phía sau bạch tuộc có một giác mút mang theo tia sáng để thu hút một số loài giáp xác nhỏ và dùng chất dày trên mình giữ chặt con mồi. Ngoài ra nó còn có thể thay đổi màu sắc theo sự khúc xạ ánh sáng, có thể là màu trắng trong suốt hoặc là màu cam đậm, được cư dân mạng ngợi khen là loài vật rất đáng yêu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.